Dở à? Tự dưng lại thay khóa mới. Chết tôi rồi. Ê. Này, anh làm cái trò gì trên này đấy? Sao tự dưng lại thay ổ khóa làm cái gì? Để người ta phải trèo rào đấy. Thế không biết gọi cho anh một câu à? Thế xuống đi. Xuống được thì đã không phải bậu ở trên này. Thế làm sao? Mắc lên đây này, đỡ cô gái. Đây. Đây này. Cả ôi cái thanh sắt ơi, sao nghịch ngu thế? Ngu cái con khỉ, đẩn đi đi. Nè, 2, 3. Ai, thôi, đau. Cố lên lần nữa đi. Không, vào thì tôi, đau. Ai, thôi. Thế làm nào bây giờ? Đi vào bên trong này, đỡ bên trong xem được không? Nhanh lên. Đấy, toàn làm mấy cái trò nhố nhăng. Đỡ đi. Cao này em đỡ sao được? Vào nhà lấy cái ghế. Nhanh lên. Đây này. Đẩy cái chân lên. 2. À, tôi đau. Ai đau. Ôi, đau quá. Thế chứ. Đây. Tụt quần ra. Tụt được thì tụt lâu rồi. Thế làm nào? Đi vào lấy cái kéo ra đây. Nhanh lên. Xót. Nhẹ thôi. Trò chết. Đau. Mà em ấy, tự dưng lại thay cái ổ khóa làm gì không biết. Khổ quá cơ. Sáng đưa thằng Đô đi học, loay hoay mãi không mở được. Thành ra con suýt muộn học ấy. Sang gọi anh về anh sửa cho. Đợi gọi được anh về thì biết đến bao giờ. Mà đằng nào chả phải thay. Thay thì phải nhắn cho người ta một câu chứ. Để người ta leo rào thế bây giờ. Anh trách em đấy à? Có mà tại anh ấy. Về chỉ là gọi báo em một câu rồi tự ý trèo rào. Còn nói nữa. Người ta định về nấu cơm để tạo bất ngờ. Bất ngờ đâu? Thì bất ngờ này. Đâu thế? Cho chừa cái thói tự làm theo ý mình đi. Chừa chưa? Anh đang chừa rồi. Đâu? Chừa rồi. Nhìn cái mặt này là chưa chừa đâu. Chưa. Sao đây? Sụt. Thẳng cái mông xuống. Đỡ chưa? Đấy, nhẹ thế đỡ thôi. Thật ra anh định. Cái gì đấy? Quá lên thế. Em nỡ đối xử với chồng như thế à? Anh ấy, lần sau làm cái gì thì phải nói với vợ một câu. Toàn tự làm theo ý mình thôi. Biết rồi. Thế cái quần rách này rồi thì làm nào? Thế lấy quần khác cho người ta thay đi còn gì nữa. Lấy ở đâu ra? Anh mang đi hết rồi còn đâu. Bây giờ chỉ còn cái bộ com lê cưới thôi. Mặc không? Cưới á? Ý em là... Alo chị ạ. Sao dạ. Phòng của bên em còn nhiều không hả Tiến? Em bán túc tắc cũng gần hết rồi chị ạ. À chị yên tâm, em đã bày ở phía trong như chị yêu cầu rồi ạ. Thế này nhá, chị muốn đặt lô 100 bánh. Alo.
À vâng vâng, em vẫn đang nghe đấy ạ. Ui, em mừng quá chị ạ. Nhưng mà chị cần em báo lịch bao giờ bên em đủ hàng để chị còn hẹn khách. Dạ vâng vâng, để em tính toán một lát rồi em báo chị luôn ạ. Ok, nhưng mà có việc này chị cần phải nói rõ với em nhá. Là cái lô hàng này, khách nói là đặt cửa hàng chị, nên là chị muốn yêu cầu em hai việc. Thứ nhất là thiết kế bao bì trang nhã đơn giản nhất có thể, không logo. Và thứ hai là báo chị giá buôn nhá. Dạ vâng vâng vâng, chị yên tâm ạ. Em tính xong em báo cho chị luôn ạ. Em chào chị ạ. Ừ, cảm ơn em, thế nhá. Dạ. Cảm ơn Nhung nhá. Về việc gì? Thì hôm trước nếu không có Nhung, bà tôi... À, có gì đâu. Ai ở trong trường hợp đấy mà chả như thế. Có phải mình em đâu. Nhung khác. Tôi nghe thằng Tiến nói Nhung với cô Lụa cho tôi vay tiền để lo cho bà. Cái lão Tiến này đã dặn như thế mà cứ bô. Ghét thế. Thế chẳng nhẽ Nhung định giấu tôi đấy à? Hay là tính làm thế để trả ơn tôi vụ thằng Sơn? Ừ, không, em không có ý đấy. Cảm ơn Nhung lần nữa. Này, bà đang ốm như thế chắc là anh không vào miền Nam nữa đâu nhở? Sao lại cười? À, thì anh ở đây anh lại đi ship hàng cho em. Bọn tôi tính chuyển hẳn sang làm xà phòng. Làm xà phòng thì lời lãi được là bao nhiêu? Dành lại đi ship hàng cho em nhá. À, ai ui, ôi chết tôi rồi. Này, anh làm cái trò gì trên đấy đấy? Sao tự dưng lại thay ổ khóa làm cái gì? Để người ta phải trèo rào đấy. Thế không biết gọi cho anh một câu à? Thế xuống đi. Xuống được thì đã không phải bậu ở trên này. Thế làm sao? Rồi, mắc lên đây này. Đỡ cô gái. Đây. Đây này. Cái thằng sao ơi, sao nghịch ngu thế? Ngu cái con khỉ. Đẩn đi đi. Nè, hai, ba. Đau. Cố lên lần nữa đi. Không, vào thì tôi đau. Ai? Thôi. Thế làm nào bây giờ? Đi vào bên trong này, đỡ bên trong xem được không? Nhanh lên. Đấy. Toàn làm mấy cái trò nhố nhăng. Tao thì thất nghiệp. Xong người yêu bỏ. Thằng Tiến thì bỏ vợ. Hương thì bà ốm. Anh em mình bây giờ chả có gì ngoài có nhau. Ở cái làng này các anh nổi tiếng là bộ ba ăn hại. Nhốt nó lại. Không cho thằng Thắng giao du với hội thằng Hưng thằng Tiến nữa. Chúng mày ấy, phải tách nhau ra thì chúng tao mới sống được. Anh định lấy tiền của em cho ông Hưng chứ gì? Bỏ Quách nó đi. Giờ chọn đi, tôi hay hội bạn của anh? Tao không có đứa con như mày. Cút. Ba mình đã đen lại còn nhỏ. Chúng mày, tao mà biết chúng mày lấy trộm vàng của vợ mới đi về lãi. Rồi đã. Đã thế anh mày lại khởi nghiệp tiếp. Điên à? Hai thằng chúng mày bó đâu ra tiền? Em vẫn còn tiền để dành á. Còn anh em mình coi như là mở một công ty, mua đứt luôn cái vườn dược liệu, mua luôn ký ốt, bán xà phòng. Thôi, đừng mộng mơ nữa, ông đi nấu cơm đi. Cái việc làm xà phòng này nó là tâm huyết của tao đấy. Kiểu gì tao cũng sẽ không bỏ đâu. Vì anh em, nhất định tao sẽ cố gắng.